Yêu thương biểu dương tất cả những người bạn của chúng tôi hôm nay đã tề thiệu đến đây để hưởng thụ một cái ngày mà có thể nói là trong cuộc đời chúng tôi có lẽ chưa có bao giờ. Nếu như các bạn có rồi không biết, như tôi thì may mắn được lần thứ hai. Lần thứ nhất thì chúng tôi cũng được một ngày rưỡi ở Nam Định cách đây 2 năm, nhưng không ấn tượng bằng cái ngày hôm nay. Không phải là vì em Huyền đẹp và Linh em Huyền rất là khách quan, được một ngày rưỡi cũng đúng như thế này. Và chúng tôi lúc đầu cực kỳ làm miễn cưỡng, nhưng sau đấy tự tin hơn cả diễn giả. Và nhiều người chúng tôi lúc đó có thể so sánh với diễn giả của em Huyền. Và diễn giả đó thì em Huyền biết rồi, trưa nay ta đã trao đổi kỹ rồi, biết rồi đúng không ạ? Cho nên là một lần nữa biểu dương tất cả chúng ta, xin chàng phó tay biểu dương tất cả chúng ta. Cái lời yêu thương thứ hai là dành cho các bạn, dành cho các em. Đấy là cái lời trân trọng cảm ơn và một sự bắt tay rất là chặt và lâu. Các bạn đã cho chúng tôi một cái ngày mà phải nói là nó đi vào kỷ niệm của cái cuộc sống giáo viên của chúng tôi. Và ngay sau đây thôi, Facebook Nghĩa Hưng sẽ nổi sóng bởi những hình ảnh các bạn đưa lên sẽ là một cơn sóng. Nó có nhiều chiều, nhưng chiều nào thì chiều, chúng ta ở đây thấy sung sướng cái này. Còn cái chiều gì nó chưa sung sướng hay là chúng ta nói ở đây có thể là nhiều người không dám nói, bởi vì có những bàn tay, có những đôi vai rất lạ mà mình được đặt vào. Có những bàn tay rất đẹp chưa nhìn thấy bao giờ mà hôm nay nó ở lưng mình thì quên làm sao được, đúng không ạ? Quên làm sao được. Xin cảm ơn đồng ơn em không bao giờ quên. Và có thể nói là hôm nay là cái ngày ấn tượng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng tôi ở Nghĩa Hưng. Và có lẽ sắp phải đến lúc chia tay thì cuộc vui nào cũng vậy thôi. Xin, bởi vì hôm nay chúng tôi được nghe không chỉ diễn giả mà còn được nghe đồng nghiệp chúng tôi hát cũng mượt mà có hát, rồi là kể cả bài hát mà tôi cảm giác như nó không thể đi vào nhạc được, đó là âm vang của điếu cày. Ngày xưa ấy, chúng tôi cũng điếu cày, và cái âm thanh đấy đúng, nó có hai loại điếu cày. Một loại nghe rất là sung sướng, rất vui nhưng mà say. Loại thứ hai nghe cũng không sung sướng mấy, nó ồn ồn nhưng vẫn say. Tóm lại là cái điếu cày nào dùng mà nó vẫn có thể say, không quan trọng điếu cày lạnh là gì. Cho nên chúng tôi cảm thấy rất là vui. Và để tri ân các bạn, tôi không biết hát bao giờ, nhưng tôi làm mấy, tôi cũng hát vài lời, có thể nó bập bõ nhưng mà nó có thể ứng với cái buổi hôm nay. Xin bắt tay bạn. Em ơi thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng trao hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Nghĩa Hưng xin ôm ấp cái buổi hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn trung tâm đặc biệt đã cho chúng tôi một buổi hết sức đáng nhớ. Có lẽ dư âm này sẽ còn mãi mãi sau này. Xin trân trọng cảm ơn, xin biểu dương tất cả các bạn.